Chiều 9 tháng 12, cơ quan điều tra huyện Đắc Tô đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đội trưởng đội nghiệp vụ chi cục thuế khu vực số 2 để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết người bị bắt là bà Hứa Thị Thể, 51 tuổi, đội trưởng đội nghiệp vụ chi cục thuế khu vực số 2. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắc Tô đã khám xét nơi làm việc của bà Thể. Trước đó, một người dân trú tại huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum đã làm đơn gửi đến công an huyện Đắc Tô tố cáo bà Thể có hành vi lợi dụng chức vụ để nhũng nhiễu, đòi tiền nhằm trục lợi. Cụ thể, người này đến chi cục thuế khu vực số 2 trụ sở đặt tại thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô để làm thủ tục về thuế liên quan đến sang nhượng đất tại hai xã Kon Đảo và Tân Cảnh. Đến ngày hẹn trả kết quả, người này bị ốm nên nhờ bạn đến lấy hồ sơ giúp, đồng thời liên hệ với bà Thể để đưa thông báo thuế cho bạn mình. Tuy nhiên, bà Thể không đồng ý mà yêu cầu chuyển 3,5 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của bà. Người này đã chuyển khoản số tiền trên theo yêu cầu của bà Thể. Trước đó, người này cũng đã đưa 3,5 triệu đồng tiền mặt chi phí làm thông báo thuế theo yêu cầu của bà Thể. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã có đủ căn cứ khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Thể về tội nhận hối lộ.